Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tối ngày 10 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung được vào trong chương trình ngày hôm nay. Đoàn công tác cấp cao của Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. Tổng duyệt chương trình giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc. Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng hoạt động cho hơn 300 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau 5 năm triển khai thí điểm vận chuyển, thu gom rác thải bằng xe 3 bánh động cơ điện, đến nay các xe này đều không đủ điều kiện để tiếp tục lưu thông. Việc dừng sử dụng xe 3 bánh động cơ điện là để đảm bảo an toàn trong lưu thông, cũng như quy trình vận hành xe điện. Tin quốc tế, thế cân bằng trong cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay mùng 10 tháng 4, đoàn công tác cấp cao của Bộ Quốc phòng do đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về kết quả triển khai nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số sở ngành, đơn vị địa phương. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã báo cáo với Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng một số kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó nhấn mạnh kết quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu rõ những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của tỉnh trong thời gian qua, như việc duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn ở các cấp, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong quản lý, nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Lực lượng vũ trang Lào Cai đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin yêu, đánh giá cao. Để Lào Cai sớm trở thành cực tăng trưởng của vùng và là phên dậu vững chắc của Tổ quốc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiến nghị Bộ Quốc phòng ủng hộ Lào Cai sớm đẩy nhanh các dự án giao thông kết nối vùng, như nâng cấp đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn Yên Bái Lào Cai lên 4 làn xe, đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng lên khổ tiêu chuẩn 1435 mm và dự án cảng hàng không Sapa cùng một số kiến nghị khác. Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng những kết quả nổi bật tỉnh Lào Cai đạt được thời gian qua. Đại tướng tin tưởng và bày tỏ mong muốn thời gian tới, Lào Cai tiếp tục chú trọng tăng cường công tác quốc phòng an ninh, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhận định, đánh giá, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, quân đội những chủ trương, giải pháp xử lý, không để bị động bất ngờ. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Lào Cai chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, điều kiện và phối hợp tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc lần thứ 8 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 4, bảo đảm thành công tốt đẹp, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 4, đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tham dự chương trình tổng duyệt các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc lần thứ 8. Dự chương trình về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và đoàn công tác đã tham dự chương trình tổng duyệt tại cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai. Đây là nơi sẽ diễn ra một số hoạt động của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam Trung Quốc như chào cờ, tô son cột mốc biên giới, trồng cây, chụp ảnh lưu niệm. Tiếp đến là sự kiện cắt băng khánh thành công trình nhà văn hóa hữu nghị tại Bản Việt, huyện Bảo Thắng. Tại đây, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Bản Việt và thăm không gian nhà văn hóa hữu nghị.
cũng nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sẽ đến thăm và tặng quà thầy và trò trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Lào Cai và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Đặc biệt, tại trung tâm hội nghị tỉnh sẽ diễn ra một số hoạt động như hội đàm, ký kết văn kiện hợp tác và tiệc chiêu đãi giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Tại các địa điểm tổ chức hoạt động giao lưu, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã có những góp ý chi tiết từ công tác đón tiếp, trang trí khánh tiết, cơ sở vật chất, đảm bảo tính trang nghiêm, chính quy, trang trọng, đúng nghi lễ ngoại giao. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu các lực lượng chức năng phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức phân luồng giao thông khoa học, hợp lý. Các thành phần tham dự sự kiện giao lưu thể hiện không khí vui tươi, phấn khởi. Theo chương trình, sáng mai 11 tháng 4 sẽ chính thức diễn ra chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay mùng 10 tháng 4, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xã giao ông Hồng Ba, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam và đoàn công tác. Dự buổi tiếp có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành. Tại buổi tiếp, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã dành thời gian tiếp đón đoàn công tác tham dự chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Trung lần thứ 8 được tổ chức tại Lào Cai. Đại sứ Hùng Ba bày tỏ vui mừng về mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước đang phát triển và ngày càng tốt đẹp. Hiện hai nước đang tập trung hoàn thiện dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đại sứ tin rằng tuyến đường sắt hoàn thành sẽ thúc đẩy giao thương giữa hai nước, đặc biệt là hai tỉnh Lào Cai và Vân Nam. Chào đón Đại sứ Hùng Ba cùng đoàn công tác đến Lào Cai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong thông tin nhanh về tình hình kinh tế xã hội, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với các địa phương của Trung Quốc. Khẳng định những thành tựu Lào Cai đạt được, đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển với tỉnh Vân Nam có sự đóng góp quan trọng của cơ quan ngoại giao và cá nhân đại sứ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đại sứ Hùng Ba tiếp tục quan tâm để quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với các địa phương của Trung Quốc ngày càng phát triển, nhất là trên các lĩnh vực thương mại, du lịch và cửa khẩu thông minh. Sáng ngày 10 tháng 4 tại thị xã Sapa, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng hoạt động cho hơn 300 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Văn Cải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Sửu, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Văn Cải nhấn mạnh, việc bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, huyện nhằm nâng cao bản lĩnh, kỹ năng thực hiện trọng trách của đại biểu dân cử. Cùng với chuyên đề do giảng viên truyền đạt, các đại biểu cần tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn vướng mắc trong thực tế hoạt động, đề xuất phương án, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Diễn ra trong 2 ngày, các đại biểu được tiếp cận một số chuyên đề chính, gồm Hội đồng Nhân dân với việc xây dựng nông thôn mới và lĩnh vực môi trường, Hội đồng Nhân dân với vấn đề về phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân, Hội đồng Nhân dân với vấn đề dân tộc tôn giáo, vấn đề lao động, việc làm, Hội đồng Nhân dân với công tác cải cách hành chính. Thưa quý vị và các bạn, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ ngày 10 tháng 4, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị chính thức dừng sử dụng xe 3 bánh chạy bằng động cơ điện trong hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải. Mặc dù có những khó khăn trong công tác thu gom và vận chuyển rác thải, tuy nhiên theo ghi nhận, việc dừng sử dụng phương tiện này là cần thiết để đảm bảo các yêu cầu an toàn theo quy định. Chị Trương Thị Lan Anh có nhiệm vụ thu gom rác thải tại khu vực phường Nam Cường, thành phố Lào Cai. Mọi ngày, nếu như sử dụng phương tiện xe điện, chị có thể hoàn thành công việc trước 18 giờ. Thì nay khi quay trở lại dùng xe đẩy, công việc của chị không những nặng nhọc hơn mà thời gian hoàn thành cũng trễ hơn 2 giờ so với trước. Hiệu quả thu gom nó giảm đi rất là nhiều. Tại vì xe gom nó chỉ làm được một phần của cái xe điện thôi. Tại vì rất là ít, bọn em không thể nào chạy kịp được cái xe điện, nó có thể hỗ trợ bọn em đẩy rác đi được ý. Còn cái xe gom này bọn em đẩy đi rất là mất thời gian. Trong vòng khoảng một tiếng bọn em chỉ thu được khoảng chưa đến một cây số. Mà trong khi xe điện này bọn em một tiếng bọn em đã chạy được hết cả một tuyến đường rồi. Theo Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh, sau 5 năm triển khai thí điểm vận chuyển, thu gom rác thải bằng xe 3 bánh động cơ điện,
Đến nay, các xe này qua kiểm tra đánh giá đều không đủ điều kiện để tiếp tục lưu thông. Việc dừng sử dụng các xe này là để đảm bảo an toàn trong lưu thông cũng như quy trình vận hành xe điện. Tuy nhiên, việc quay về sử dụng xe đẩy bằng tay khiến cho công việc của các công nhân vốn đã vất vả nay còn nặng nhọc hơn. Nếu mà như chúng tôi mà chạy xe này thì chúng tôi sẽ làm được nhanh hơn và sẽ làm được nhiều rác hơn. Nếu mà làm bằng xe đẩy truyền thống thì chúng tôi sẽ vất vả hơn, đẩy rất nhiều mà rác hôi. Chúng tôi sẽ phải hít thở hàng ngày, nên rất độc hại. Để giải quyết bài toán trong vận chuyển thu gom rác thải, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh hiện đang đặt hàng lắp ráp hơn 200 chiếc xe điện 3 bánh loại mới, đạt các tiêu chuẩn chất lượng, được cấp phép lưu thông. Đồng thời đơn vị sẽ mở các lớp tập huấn điều khiển xe điện cho công nhân, đảm bảo các điều kiện khi tham gia giao thông. Thì đối với công ty thì cũng đã và sắp đang triển khai cái thực hiện theo cái phương án thu gom rác mới, sử dụng bằng cái hình thức là cơ giới hóa cái hình thức thu gom. Thế thì để có cái thời gian mà dừng được cái xe điện thì chúng tôi cũng phải có cái thời gian để đầu tư thêm các phương tiện thiết bị, ví dụ như là ô tô cuốn ép rác cỡ nhỏ và xe thu gom rác nhỏ để phục vụ cho đảm bảo cho công tác thu gom và chở rác trên địa bàn. Bên cạnh việc đầu tư trang thiết bị để hiện đại hóa việc thu gom rác thải, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh cũng kiến nghị được bố trí thêm quỹ đất để làm các điểm tập kết rác thải tạm thời, đảm bảo cho việc thu gom được thuận lợi khi khối lượng rác thải cần được thu gom xử lý ngày càng tăng. Ngày 10 tháng 4, đoàn công tác của tạp chí Xây dựng Đảng do đồng chí Ngô Minh Tuấn, tổng biên tập làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với huyện ủy Bát Sát. Đoàn đã đi thực tế tại các xã A Mũ Sung, Trịnh Tường, tìm hiểu về công tác tạo nguồn, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, công tác tạo nguồn, bố trí và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, công tác phát triển nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, giải pháp, kết quả, kinh nghiệm xây dựng, củng cố và phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong phát triển kinh tế xã hội, công tác chuẩn bị nguồn nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới đại hội 14 của Đảng. Những tư liệu tại buổi thực tế sẽ được đoàn công tác tạp chí Xây dựng Đảng tổng hợp để đăng tải trên tạp chí Xây dựng Đảng trong thời gian tới. Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 4 năm 2024, tỉnh Lào Cai phát động tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc. Theo đó, ngày 15 tháng 4 là ngày phát động đồng bộ thực hiện mặc trang phục truyền thống các dân tộc trên phạm vi toàn tỉnh. Theo kế hoạch, lễ phát động tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Lào Cai sẽ diễn ra tại nhà đa năng trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh với màn giới thiệu trình diễn trang phục dân tộc truyền thống của 13 dân tộc, 25 nhóm ngành trên địa bàn tỉnh. Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Lào Cai được tổ chức tại các huyện, thị xã, thành phố sẽ tùy theo điều kiện cụ thể. Tổ chức đồng bộ tuần lễ trang phục tại các trường học cấp học trên địa bàn, qua đó tôn vinh nét đẹp, giá trị văn hóa trang phục dân tộc, kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19 tháng 4, đồng thời quảng bá giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc qua trang phục tới bạn bè trong nước và quốc tế. Tỷ lệ hộ nghèo lên đến gần 58%, chưa kể trên 21% tiệm cận nghèo. Con số này cho thấy công cuộc giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc ở xã vùng cao Lùng Khấu Nhiên của huyện Mường Khương, một trong 10 xã nghèo nhất tỉnh, đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, bức tranh giảm nghèo tại địa phương này đã có điểm sáng khi địa phương xác định được một trong những cây trồng chủ lực, đó là cây chè. Đồi chè san tuyết của gia đình anh Giàng Áng Dũng rộng 2 hecta. Mặc dù mới có 1 hecta đang cho thu hái bước vụ đầu tiên, nhưng anh Dũng rất phấn khởi và tràn đầy hy vọng. Nhờ trồng chăm sóc theo đúng kỹ thuật nên búp chè to đẹp, với giá bán trung bình từ 6.500 đến 7.000 đồng 1 kg. Vụ xuân này gia đình anh Dũng thu khoảng 1,5 tấn búp tươi. Vâng, nói chung là cái chè thì hiệu suất của nó cao hơn ngô chị ạ. Từ lúc mà nhà em trồng chè thì một tháng thì lúc nào cũng tầm 6-7 triệu. Còn trồng ngô thì một năm nó chỉ được 45-50 triệu thôi. Nhưng mà cái ngô đấy thì nó chỉ bám lần là hết. Còn chè thì bọn em mà thu cả năm thì nó sẽ được nhiều hơn. Với lại chè này mình đỡ vất vả. Mình chỉ trồng một lần xong là cứ thế mà mình cứ hái thôi. Từ hiệu quả cây chè mang lại, người dân thôn Mang Án đã tích cực chuyển đổi đất canh tác ngô kém hiệu quả sang trồng chè với khoảng 50 hecta. Để nâng cao giá trị kinh tế, bên cạnh hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, địa phương cũng trồng trên 300 hecta cây hoa anh đào dọc các tuyến đường chè, định hướng cho bà con kết hợp với phát triển du lịch.
Sáng cho cho gì mà. Thấy mọi người trồng thu được nhiều, gia đình tôi cũng chuyển đổi đất trồng ngô sang trồng 0,7 hectare. Hy vọng trồng cây chè này, kinh tế gia đình sẽ khấm khá hơn trước đây. Hiện Lùng Khấu Dinh đang phát triển vùng chè hàng hóa với trên 460 hectare, trong đó trồng mới 60 hectare, chủ yếu là chè sản xuất chất lượng cao. Năm 2023, sản lượng chè búp tươi đạt trên 1.000 tấn, mang về cho người dân địa phương nguồn thu hơn 4 tỷ đồng. Đối với Lùng Khấu Dinh là một trong những năm xã nghèo của huyện Mường Khương, 10 xã nghèo của tỉnh Lào Cai, là đồng viên và con nhân là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là đưa cây trồng cây chè này vào những là những cây chủ lực là trồng để cho những cây là có cái thu nhập ổn định hơn. Trong cái thời gian tới thì chính quyền địa phương sẽ tiếp tục là vận động bà con những cái diện tích ở những cái địa điểm là kém hiệu quả, tập trung tiếp tục là chuyển đổi, đưa những cái cây chè vào trồng, mở rộng thêm diện tích. Thì đối với Lùng Khấu Dinh một năm đấy thì là chuyển đổi là từ 50 đến 60 ha. Hết năm 2023, Lùng Khấu Dinh vẫn còn 57,5% hộ nghèo. Cùng với nỗ lực trong phát triển kinh tế thì việc mở rộng vùng chè hàng hóa đang mang lại tín hiệu tích cực về thu nhập cho người dân địa phương. Và mục tiêu giảm 9,68% hộ nghèo trong năm 2024 của Lùng Khấu Dinh là hoàn toàn có cơ sở. Tiếp tục chương trình, các hãng hàng không xem xét tăng chuyến dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Lào cảnh báo mưa đá và ô nhiễm không khí ở mức báo động. Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng ngày 10 tháng 4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hai tỉnh Điện Biên và Bắc Ninh phối hợp tổ chức triển lãm chuyên đề Bắc Ninh trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Tại triển lãm có hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, tiêu biểu được chia thành 3 chủ đề: Bắc Ninh, vùng đất và con người, Bắc Ninh trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Bắc Ninh giàu bản sắc văn hóa, năng động và phát triển trong thời kỳ đổi mới. Phản ánh một cách sinh động, sâu sắc, bức tranh toàn cảnh về bề dày lịch sử, văn hiến, yêu nước và cách mạng của vùng đất và con người Bắc Ninh trong lịch sử. Qua triển lãm, góp phần thiết thực vào việc tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, truyền thống yêu nước cách mạng, đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc và vì sự tiến bộ của nhân loại. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không xem xét tăng thêm tải cung ứng trên các đường bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi các địa điểm có nhu cầu du lịch lớn như Đà Nẵng, Phú Quốc, Tuy Hòa, Bình Định, Cam Ranh. Việc tăng tải cung ứng nhằm đáp ứng nhu cầu của hành khách trong các ngày cao điểm 27, 28 tháng 4 và mùng 1 đến mùng 3 tháng 5, trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và bảo đảm an ninh, an toàn các chuyến bay. Cùng với việc tăng chuyến sẽ đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ và phục vụ các chương trình trong chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia 2024. Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các hãng hàng không phải thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công bố công khai giá bán và mức giá vé theo quy định. Các hãng cần khuyến cáo hành khách mua vé trên kênh chính thức của các hãng và lấy phiếu thu, hóa đơn khi mua vé để bảo vệ quyền lợi cho mình. Chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Mexico và Ecuador bắt đầu lan sang lĩnh vực thương mại. Tổng thống Mexico tuyên bố đình chỉ tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA đang diễn ra giữa hai quốc gia châu Mỹ. Theo Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu Mexico, đây là động thái đáp trả đầu tiên liên quan đến lĩnh vực thương mại sau khi Mexico cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ecuador. Và sự cố ngoại giao nghiêm trọng vừa qua chắc chắn sẽ còn ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác. Tổ chức các quốc gia châu Mỹ đã phản hồi việc lực lượng an ninh Ecuador đột kích Đại sứ quán Mexico, nhấn mạnh luật pháp quốc tế phải được tôn trọng và các trụ sở ngoại giao là bất khả xâm phạm. Ngoài ra, Tổ chức các quốc gia châu Mỹ cũng kêu gọi hai nước thành viên Mexico và Ecuador tìm giải pháp hòa bình để giải quyết bất đồng. Theo kết quả thăm dò dư luận công bố ngày 9 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nới rộng khoảng cách dẫn trước đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng Hòa
cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Theo kết quả thăm dò dư luận của Reuters Ipsos, khoảng 41% cử tri được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden nếu cuộc bầu cử được tổ chức ngay, so với 37% chọn cựu Tổng thống Trump. Như vậy, ông Biden đã gia tăng khoảng cách so với đối thủ từ mức 1% hồi đầu tháng 3 lên 4%. Kết quả thăm dò cũng cho thấy khoảng 22% số cử tri hiện nghiêng về lựa chọn bầu cho người thứ ba hoặc không bỏ phiếu. Trong khi đó, tờ New York Times ngày 9 tháng 4 cho biết, nếu 4 năm trước có nhiều cử tri ủng hộ đảng Dân Chủ hơn, thì hiện nay tỷ lệ ủng hộ hai đảng gần như ngang nhau. Đúng 6 giờ sáng ngày 10 tháng 4 theo giờ địa phương, các điểm bỏ phiếu trên toàn Hàn Quốc đã đồng loạt mở cửa đón cử tri trong cuộc bầu cử quốc hội khóa mới ở nước này. Bầu cử Quốc hội Hàn Quốc khóa 22 diễn ra giữa nhiệm kỳ của chính phủ đương nhiệm, nên nó được xem như hạn thử biểu đối với những đường hướng chính sách của chính phủ của Tổng thống Yoon Suk-yeol triển khai trong 2 năm qua. Nhưng đồng thời cũng là chỉ báo đối với Đảng Dân Chủ JP, đối lập chính, vốn đang chiếm đa số ghế trong Quốc hội hiện tại. Theo quy định hiện hành, sẽ có tổng số 300 ghế quốc hội được bầu, bao gồm 254 ghế được bầu theo hình thức trực tiếp và 46 ghế theo tỷ lệ đại diện đảng chính trị. Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc, cuộc bỏ phiếu bắt đầu lúc 6 giờ sáng và kéo dài đến 18 giờ cùng ngày tại 14.259 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Trong những ngày qua, thời tiết tại Lào liên tục trong tình trạng nắng nóng gay gắt, với mức nhiệt có thời điểm lên tới hơn 40 độ C, trong khi không khí ô nhiễm ở mức nguy hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Ở thủ đô Viên Chăn, chỉ số chất lượng không khí đo được ở mức 126. Các tỉnh phía Bắc Lào như Phong Sa Lì và Siêng Khoảng cũng ghi nhận nồng độ bụi mịn ở mức cao, có tác động lớn đến sức khỏe con người. Tình trạng bụi mịn gia tăng gần đây là do người dân đốt rơm rạ và đốt nương trong mùa khô để chuẩn bị cho vụ mùa mới. Cục Khí tượng Thủy văn Lào đã cảnh báo chính quyền địa phương và người dân ở một số tỉnh về khả năng sẽ có mưa dông, sấm sét và gió mạnh kèm theo mưa đá trong những ngày tới, có thể làm cây đổ, tốc mái và sập nhà. Lướt mạng xã hội không khó để bắt gặp các bài đăng quảng cáo tour du lịch, voucher du lịch với mức giá rất rẻ. Nhiều người đã trở thành nạn nhân của lừa đảo chỉ vì tin vào các quảng cáo giả. Nhiều người dân Philippines cũng đã bị lừa đảo một cách trắng trợn khi tin tưởng lời mời chào đặt vé máy bay, đặt khách sạn giá rẻ của một công ty du lịch. Trong số đó, có một nhóm khách đặt gói du lịch Singapore chọn gói với giá gần 90.000 peso, tức là khoảng 1.595 đô la Mỹ. Sau khi nhận được khiếu nại của người dân về những vụ lừa đảo đặt tour du lịch này, Sở Cảnh sát thành phố Quezon đã tiến hành điều tra và bắt giữ được 5 nghi phạm. Theo cảnh sát, có vẻ như công ty du lịch này không chỉ cung cấp các chuyến du lịch địa phương mà còn có các gói đi đến Hồng Kông, Trung Quốc và các nước khác ở Đông Nam Á. Thưa quý vị và các bạn, bánh đôi hay còn được gọi là bánh cặp là món ăn truyền thống của người Tày, thường được sử dụng trong những ngày lễ, ngày Tết. Từ nguyên liệu sẵn có cây nhà lá vườn, qua bàn tay khéo léo của chị em phụ nữ đã tạo nên những chiếc bánh đôi thơm ngon, góp thêm dư vị đặc biệt trong những ngày lễ trọng. Một khoảnh khắc Lào Cai ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh đẹp làm bánh đôi của đồng bào Tày xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bản. Thank you.
Mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin thời tiết các địa phương trong tỉnh đêm mùng 10 ngày 11 tháng 4 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết các địa phương trong tỉnh ngày hôm nay khá là dịu mát, chỉ có nắng nhẹ về trưa và chiều. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đêm nay và ngày mai các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam, lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu lệch đông, sau suy yếu dần, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên hình thái thời tiết là trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác ở một số địa phương. Vùng cao và núi cao đêm về sáng trời rét. Thời tiết những ngày này thay đổi thất thường, nắng mưa đan xen. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh. Vì vậy, người dân các địa phương, nhất là khu vực miền núi, cần phải đề phòng dạng thiên tai trên xảy ra, gây thiệt hại. Còn bây giờ là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.